Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC từ Bộ Tài chính về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 11 tại trụ sở Bộ Tài chính. Nội dung bàn giao gồm các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp như quyết định thành lập, điều lệ tổ chức và hoạt động, quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh từng năm, quyết định phê duyệt quy chế tài chính, vốn điều lệ, quyết định bổ nhiệm các chức danh, báo cáo tài chính hợp nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, theo phân công của Chính phủ, thời gian qua Bộ Tài chính đã thực hiện chức năng của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC. Việc hình thành SCIC đã góp phần đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước. Trong hơn 12 năm qua, hoạt động của SCIC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành công cụ hữu hiệu của Chính phủ để tiếp tục sắp xếp, cổ phần hóa. Tại buổi lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng trao đổi thêm về một số nội dung cần thực hiện để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của SCIC. Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng SCIC sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Nguyễn Hoàng Anh cho biết, trong quá trình chuyển giao, Ủy ban đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của Bộ Tài chính và SCIC. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn cho biết thêm, sau khi tiếp nhận SCIC, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để chỉ đạo SCIC tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được vị trí, vai trò, nhiệm vụ được giao, tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên theo phương án đã được Thủ tướng phê duyệt.